Mà con mình thoát rồi. Nó nè, con nó. Đánh nó. Cô chủ ơi, tôi xin cô chủ tha cho tôi. Tôi không có dám nữa. Cô tha cho tôi. Tao đã từng nói với mày, ba má mày bán mày cho gia đình tao thì dù có chết mày cũng là con ở của nhà tao. Vậy mà mày dám cả gan bỏ trốn hả? Tao thà giết chết mày còn hơn cho mày trốn thoát. Mày hiểu không? Dạ tôi hiểu, tôi biết rồi. Tôi xin cô tha cho tôi không dám nữa. Cậu chủ ơi, cậu xem giùm tôi đi cậu chủ. Mày gan lắm rồi Hường ơi. Trước mặt tao mà mày cả gan chèo kéo chồng tao hả? Đánh đi cho tao. Mạnh lên. Mạnh. Mạnh lên. Đánh. Đánh. Mạnh lên. Mình ơi, nếu mình không ưa nó, mình cho nó đi khuất mày khuất mặt đi. Khư khư giữ nó làm chi? Nói vậy là sao? Tôi đánh nó, ông đau lòng đúng không? Đau lòng gì đâu. Tôi buồn ngủ rồi, tôi vô trước rồi. Bà chủ ơi, chị Đương chúc cho tôi đi. Cô Trúc có bú no rồi, cô không có bú nữa bà ơi. Ừ, không bú nữa thì ngưng. Uống nhiều ọc sữa làm sao? Dạ. Chị cầm bình sữa đi đâu đó? Dạ, tôi đem đi đổ rồi rửa bình. Đi đổ chi phí vậy? Sữa này mắc tiền lắm đó. Chị uống đi. Dạ, giờ tôi không dám. Uống đi, chị sợ cái gì? Nó tốt cho sức khỏe mà chị lo gì? Uống đi. À, hay là chị muốn đem xuống dưới cho má con Hường? Dạ, dạ tôi không dám bà. Không dám thì uống đi. Dạ, dạ. Tôi nhắc cho chị nhớ, nếu như mà chị còn giúp đỡ cho má con nó một lần nào nữa thì ra khỏi nhà biết chưa? Dạ, tôi uống hết rồi bà ơi. Tôi đi rửa bình. Ôi thương em, trời ơi má thương em cũng má quá, chị thương quá, thương em quá. Nè, anh làm cái vòng hoa tặng cho em nè. Đẹp quá à, anh Thịnh làm cho em á hả? Ừ, em đội lên đi. Anh Thịnh thấy em đẹp không? Đẹp. Đây, méo rồi nè. Rồi, đẹp rồi đó. Sao anh Thịnh làm cái vòng hoa cho em chi vậy?
Bữa em nói là em thích làm công chúa, nên là anh làm cái vòng hoa này cho em nè. Anh Thịnh. Ủa, Bình An, em mới đi vớt bèo về hả? Dạ. Em cũng thích vòng hoa giống vậy, anh làm cho em với. Làm cái gì mà lâu quá vậy hả? Dạ, con vô liền. Anh Thịnh làm cái này bao lâu vậy? À, anh làm mất nguyên buổi sáng. Nhưng mà em nhớ là giữ cái vòng hoa này cho cẩn thận nghe chưa. Ủa, em đi đâu vậy? Đẹp quá à. Em thích quá à. Mình ơi, mình uống nước rồi ăn bánh nha mình nha. Tôi ăn không vô. Bà coi nó học hành kiểu gì mà điểm thấp lè tè vậy? Dạ, em biết rồi. Thôi, thôi, mình đừng có giận quá, ảnh hưởng sức khỏe đó. Để coi em nhắc nhở nó cho nha mình. Xin lỗi ba đi. Con xin lỗi ba. Tối nay con sẽ gắng học giỏi để không bị điểm kém nữa. Con xin lỗi ba lần, đây là lần thứ mấy rồi? Hả? Tại sao con không chịu học hành cho nó đàng hoàng? Tại sao giờ bảo nội cái chuyện học hành con học cũng không xong thì sau này lớn lên con làm được cái gì? Con nói ba nghe coi, tại sao con không biết nhìn vô cái gương anh Hai Thịnh của con? Đi học là anh Hai con đứng nhất gì ở trường kìa, chữ viết thì rồng bay phượng múa. Con coi nè, con coi chữ viết của con nè, như con lăng quăng. Chữ viết này rồi sau này con làm được cái gì? Mình ơi, mình đi đâu vậy? Đi về. Dạ, mình ở lại ăn cơm với má con em nha. Ăn không vô. Nè, tôi nói cho bà nghe, kể từ bây giờ bà lo chỉnh đốn cái chuyện học tập của nó đi. Lần sau tôi kiểm tra, tôi mà còn thấy chữ xấu điểm thấp như vậy nữa là tôi đánh đòn nó đó. Dạ, em biết rồi mình. Lo mà học theo gương của anh Hai Thịnh đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ chọc cho ba mày giận hoài vậy? Thằng Thịnh, tối ngày cái thằng Thịnh. Mày thấy không, lúc nào cũng nhắc thằng Thịnh hết á, đi đâu cũng giận nó theo, khoe nó khắp nơi. Còn mày á sao không giống nó chút nào hết trơn vậy? Hả? Anh Hai là anh Hai, con là con, làm sao mà giống nhau được? Nghe má nói nè, con muốn ba thương thì con phải học thật giỏi, phải giỏi hơn thằng Thịnh nữa. Ba thương, ba mới đưa về nhà sống chung với ba. Hiểu chưa? Con không cần ba thương, con cũng không muốn sống bên đó. Bảo ơi là Bảo, con thấy má con mình thiệt thòi như vậy chưa đủ hả Bảo? Bộ con muốn ba con giao luôn cái tài sản bên đó cho thằng Thịnh, con mới vừa lòng hả Bảo? Gia tài của ba, ba muốn giao cho ai thì kệ ba. Cái thằng này, nói cứ cãi, kỳ lộn này, nói cái gì cũng cãi. Trời ơi! Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Cái vòng hoa của con nó mất tiêu rồi. Cái gì nữa? Nó còn có hoa không vậy? Cái này là anh Thịnh tặng cho con. Con hứa là con giữ kỹ đó mà. Con không biết đâu. Thôi nín đi con. Con bắt đền má. Tự nhiên bắt đền má. Má có mượn chi đâu. Mà cái vòng hoa con để ở trong phòng, ai đâu mà vô phá. Vòng hoa của con. Nè, lúc nãy hai má con tôi đi chợ, có ai vô nhà không? Ai đâu vô đây làm cái gì. Còn ai lẻn vô đây thì nó trộm đồ trộm đạc. Mắc mới chui vô buồng con nhỏ rồi lấy cái vòng hoa gì đây ở đây. Mà bớt xàm lại. Thôi, bình tĩnh lại. Để chiều má nói anh Thịnh làm cho con cái vòng hoa mới nha. Con không chịu đâu. Con muốn cái vòng hoa này à. Thôi, nín đi mà. Con An, có khi nào là con An?